Giới tiên tri tử vi học nhận định từ Quý Hợi sinh năm 1983, trong tháng 6 năm 2022 âm lịch đến thời thoát khổ, do nứt đốn đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ coi thường con giáp này, bởi vì thấy nó ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 6 âm lịch, con giáp này sẽ là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình, thì những gia chủ ở cuối bảng xếp hạng mà chúng ta thường không coi trọng họ, đó là những quý vị gia chủ từ Quý Hợi. Họ đã hạ gục rất nhiều những đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng mà cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng, họ sống đơn giản, mộc mạc. Vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo bạn lại đắc tội với một trong số những con giáp giàu có thành công bậc nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh đại hải thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc cứ bất ngờ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những người nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Quý Hợi không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập cũng được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ bị dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày một nhiều. Và nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Hợi bán tam hợp với Mùi nên trong tháng đinh Mùi này, những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức thì gia chủ mới có thể hoàn thành được mục tiêu ở mức khá. Tháng này sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định. Với những người làm công ăn lương, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay lương thưởng cũng sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính, cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp cũng mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của một khoản không nhỏ bởi vì tiêu pha theo những ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc là gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ tài năng, năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Đinh Mùi, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da rẻ, sạm sắc, cần phải dành thời gian chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Các quý vị gia chủ từ Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện hàn gắn một số rạn nứt. Năm mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹt về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Quý vị gia chủ, chúng ta cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả sẽ rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng thì đã tan vỡ. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như cũng không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì những người đã có gia đình, cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau và hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày, ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Tỵ, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Dần, có nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm Đại Khê Thủy.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của những người tuổi 1983 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1983. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.